Sáng hôm nay em lên clip một con cái kem, một con cái Simo đen anh chị. Đó thì hai con giá rẻ. Cái kem và cái BB thì anh chủ nhà bán là 20 triệu 500 nè, 20 triệu đó anh chị ơi. Thì 20 triệu bao ship thành phố Tân An. Đó thì con 10 triệu bán giá B cho anh chị về nuôi sinh sản đó anh chị, bò thì bao ăn uống. Đó thì con tầm lụng yếu mét, con cái Simo đen thì tầm mét hơn anh chị ơi. Đó thì bò thì bao ăn uống. Đó thì hai cái này mẫu sinh sản anh chị, giá rẻ. Anh chị gần xa thích cái hai bò này thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Bò thì bao ăn uống, bao bú dụ cẳng. Đó thì giá cả rẻ thì mình nuôi về mình nuôi sinh sản, nuôi vô béo cũng được anh chị ơi. Đó đường nào cũng lời. Con siêu mỏ đen và một con cái kem nha anh chị. Giá là 20 triệu, 20 triệu 500 rồi bao ship cho thành phố Tân An. Anh chị thấy giá cả hợp lý thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó, bò giá rẻ anh chị. Giá là 20 triệu 500 là bao ship, còn 20 triệu là tại chuồng anh chị. Anh chị gần xa thích thì liên hệ em ghép xe về cho anh chị nuôi vô béo.